So với phương pháp đuổi chuột thông thường thì cái sản phẩm xịt đuổi chuột thả mộc này vượt trội hơn rất nhiều. Loại này sử dụng công nghệ sinh học chiết xuất từ thảo mộc nên mùi thơm, không có độc hại gì luôn, an toàn lắm. Chó, mèo mà ngửi thì không bị sao, nhưng mà chuột mà ngửi ấy là chạy mất dép luôn. Cách nhà hơn 500 mét có bãi rác, chuột nhiều lắm, đêm nào cũng có phá, chui vào xe cộ rồi nhà, cửa, kho, bãi, chỗ nào cũng có. Mà mình đã thử các kiểu rồi, kể cả bà chuột này, bẫy chuột này, máy đuổi chuột này, đủ cả các kiểu mà cũng chẳng ăn thua gì. Có lần tôi đi hội chợ chế phẩm sinh học, tôi thấy cái loại sản phẩm này, tôi mới mua thử 2 chai. Về dùng như vậy 4 tháng nay không có một con chuột nào xuất hiện. Mà cái này ấy, nó khác với các loại hóa chất thông thường của nó lưu lại cái mùi hương của nó thơm lắm, từ 3 đến 4 tháng rồi mà vẫn còn đặc trưng của cái mùi thơm của thảo mộc. Anh nào mà đi ô tô á thì nên có cái bình xịt này, khi đi xịt vào bánh xe, xịt vào trong ghế xe, không bao giờ có chuột nó trèo vào được trong xe nữa. Ở quanh xóm này ấy, ai có xe là sang xịt nhờ. Tôi đã mua 2 lọ mà xịt hết cả rồi. Tôi thấy thì sản phẩm này ấy, mọi người nên mua, nên dùng, mà giá cả cũng rẻ,